Trước kia sở thanh mặc chưa từng gặp mặt tề tiên sinh, vì thế nên hắn khá lạn lẫm với vị lão giả tóc trắng này, hắn không hiểu được vì sao ông lại hành lễ với mình. Xin lỗi công tử, tiểu lão tề sơn đã từng được ân sư công tử điểm hóa làm người bảo vệ cho công tử, nay cuối cùng thì đã đột phá được cảnh giới nên mới nhanh chóng tới đây. Tề tiên sinh một lần nữa hành lễ với sở thanh mặc, sở thanh mặc nhanh chóng đáp lễ. Ngài khách khí quá. Đó đều là việc ta nên làm thái độ của tề sơn thể hiện trước mặt sở thanh mặc vô cùng khiêm tốn nhún nhường điều này khiến cho những kẻ bên thiên kiếm môn đều phải ngây người kinh ngạc không giống như đạm đài tiên sinh và ất chỉ tiên sinh vị tề sơn tiên sinh này rất có danh tiếng ở trong thanh long đại lục này tuy danh tiếng mà ông ta có được không phải vì cảnh giới của ông ta rất cao nhưng mối quan hệ của tề sơn tiên sinh thì lại tương đối rộng hơn nữa trước kia tề sơn tiên sinh mãi dừng lại ở kim thạch chi cảnh khó mà đột phá được cao hơn nhưng lần này gặp ông ta ở đây thì có thể cảm nhận được luồng khí của tề tiên giải hơi nhẹ nhàng khi ông ta từ trên trời giáng xuống tới đây thì thất sắc hoàn toàn ổn định thanh thoát hiển nhiên là tề dân tiên sinh đã đột phá tới minh tâm cảnh một người như vậy thì cho dù ông ta có chỉ dừng lại ở kim thạch chi cảnh thôi thì đám người bọn thiên kiếm môn cũng không muốn sinh dáng ân oán gì tới rồi chứ đừng nói là lúc này tề tiên sinh đã đạt tới minh tâm cảnh tề tiên sinh lâu rồi không gặp môn chủ thiên kiếm môn có chút ngượng ngùng y cười một cái rồi hướng về phía Tề tiên sinh hành lễ. Hơn nữa, thái độ hành lễ của y rõ ràng là thái độ của một kẻ vãn sinh hành lễ trưởng bối. Điều này khiến cho những kẻ khác đều có chút kinh ngạc. Tiểu Trúc, chuyện này là ngươi không đúng. Tề tiên sinh không bận tâm tới ánh nhìn kinh ngạc khó hiểu của những kẻ khác, ông ta nhìn môn chủ thiên kiếm môn và từ tố nói. Rút lui đi, chuyện này tới đây thôi. Việc này, môn chủ thiên kiếm môn vẻ mặt đau khổ cứ tựa như đang ăn phải quả đắng vậy, y thực sự khổ tâm mà không nói được nên lời. Lần này hoanh hoang ngạo nghệ tới đây, cứ tưởng nhất định sẽ đoạt được thừa kế của phiêu diêu cung về tay của mình. Nhưng cho tới lúc này đây, tổn binh hao tướng, hai trưởng lão minh tâm cảnh đã bị thật mạng rồi. Điều này quả là một tổn thất rất lớn cho thiên kiếm môn, thân là môn chủ, y phải chịu trách nhiệm về việc này. Sau khi quay về, đám lão tiền bối trong môn phái nhất định sẽ trách tội y, địa vị môn chủ này của y có được tiếp tục nắm giữ nữa hay không, quả thực khó mà nói chắc được. Nhưng nhìn tình hình hiện tại thì nếu có thực sự đấu lại với bọn họ thì chỉ năm người còn lại của Thiên Kiếm môn bọn chúng sẽ đều phải bỏ mạng tại đây mà thôi. Không tính đến những người khác, chỉ tính riêng con chu tước đó thôi cũng đủ để khiến cho bọn chúng không sao chống đỡ được rồi. Chứ đừng nói tới Tể Tiên Sinh, người đã từng chỉ điểm cho y, hơn nữa còn từng cứu mạng y một lần trong lúc bản thân y tu luyện gặp nạn. Cũng giống như những gì mà Đạm Đài Tiên Sinh đã nói đó, có thù phải báo, nhưng có ân cũng phải báo. Chứ càng không nói tới từ một góc độ nào đó Tề tiên sinh xuất hiện vào lúc này, kỳ thực là đã giải cứu cho y lần thứ hai. Bọn chúng không nhìn thấy ánh hào quang lạnh lẽo toát ra từ khóe mắt của con chu tước mình đầy đuốc lửa đó hay sao? Môn chủ thiên kiếm môn hiểu rằng, thiên kiếm môn của bọn chúng hôm nay đã gặp nạn rồi. Y nghiến răng một cái rồi đáp lời. Tề tiên sinh có đại ơn với vãn bối, lời của tề tiên sinh vãn bối sao dám không nghe, vãn bối, xin được rời khỏi đây ngay bây giờ. Lúc này, chu tước bèn lạnh lùng cất tiếng nói bổn tôn cho phép ngươi rời đi chưa vậy bầu không khí của nơi đây bỗng nhiên như ngừng lại lúc này đây ngay cả tề tiên sinh cũng có vài phần kinh sợ thất sắc ông ta quả thực không không biết lai lịch của con chu tước này nhưng tề tiên sinh thầm đoán trong đầu rằng con chu tước này chắc chắn là thần thú bảo vệ mà vị thần nhân đó sắp xếp cho đồ đệ của mình chỉ có điều môn chủ thiên kiếm môn cũng coi như đã từng có chút thân tình với ông ta tề tiên sinh không muốn nhìn thấy đám trưởng lão đó và cả môn chủ thiên kiếm môn phải bỏ mạng ở nơi này tức thì ông ta khẽ hao một tiếng rồi cười nói chu tức tiền bối ngài xem có thể tha cho chúng một lần được không bọn chúng đều đã biết sai rồi người câm miệng cho ta giọng nói lạnh lùng của chu tức tựa như từ cõi cửu u vọng lại mang theo những áp lực kinh hoàng sắc mặt của tề tiên sinh tức thì trở nên vô cùng ngượng ngùng nhưng ông ta thực sự không dám nói thêm lời nào nữa nếu không con thần điều này sẽ cho rằng mình là người của thiên kiếm môn thì phải làm sao đây sắc mặt của môn chủ thiên kiếm môn lúc này cũng trở nên vô cùng khó coi ở trong thế giới mà con người đang là chúa tể muôn loài này ngay cả là thần thú cửu giới đi chăng nữa cũng tuyệt nhiên không dễ gì bước chân được vào thế giới của loài người chứ đừng nói tới việc có thể dễ dàng can dự vào việc ân oán của loài người nhưng lúc này tất cả những từ như có lẽ và thưởng thức đều đã mất đi toàn bộ tác dụng của chúng còn thần điều này không những đã can thiệp vào chuyện ân oán của loài người mà còn can thiệp một cách hết sức thô bạo bá đạo chính vào lúc đó từ bên ngoài đằng xa kia vọng lại vài tiếng chó sủa chói tai tiếp theo đó một cái bóng màu vàng thoát một cài nhảy từ bên ngoài kia vào tới trước mặt mọi người, rồi sau đó nó xông thẳng đến chỗ sở thanh mặc và phát ra những tiếng kêu thương xót buồn bã. Ngay sau đó trên mình con tiểu xài khuyển phát ra một luồng khí mãnh liệt kinh động trời đất. Luồng khí đó nhằm thẳng hướng đám người thiên kiếm môn mà lao tới đánh tiếng âm một cái. gừ, Tiếng gừ gần nhỏ giọng nhưng lại tràn chứa đầy uy lực đó, tuyệt nhiên không thể phát ra được từ bất cứ một con chó thông thường nào. Sắc mặt của tên môn chủ thiên kiếm môn bỗng chốc trở nên trắng bệch, y sợ hãi lùi về phía sau mấy bước. Và tên bên cạnh y cũng lùi lại về phía sau mấy bước, sắc mặt kẻ nào kẻ nấy đều kinh hãi mà nhìn về phía tiểu sải khuyển. Sắc mặt của môn chủ thiên kiếm môn sợ hãi đến tái bạch đi mà nhìn tiểu sải khuyển mà nói. Đây, đây là nguyên thú cửu giới sao. Luồng khí đó, khí thế đó, quả thực không còn gì để nghi ngờ nữa. Đây chính là nguyên thú cửu giới. Tới lúc này, bọn chúng mới tỉnh ngộ mà nhận ra rằng, tuy sư phụ của tên thiếu niên này đã phi thăng, nhưng ông ta đã sắp xếp một cách đầy đủ cho đệ tử của mình những quân át chủ bài để bảo vệ cho hắn. Những nhân vật đó chỉ cần xuất hiện một người trong số đó thôi thì cũng đủ để khiến cho bọn chúng khổ sở lắm rồi, chứ đừng nói tới việc, lúc này quân át chủ bài của sở thanh mà không chỉ có một mặt thôi. Bọn chúng quả tự là lấy trứng trọi đá mà, hơn nữa lại còn nhân tiện chọc đúng một tổ ong vò vẽ. Môn chủ thiên kiếm môn mặt cắt không còn giọt máu, y nhìn sở thanh mặc với một dáng vẻ khổ sở rồi nói. Xin lỗi. Ha ha, từ trong cổ họng của sở thanh mặc phát ra một vài tiếng cười khẽ khàng hắn quả thực không nghĩ được rằng bản thân mình đến phút chót tuy chưa đụng tới quân át chủ bài thực sự mà sư phụ để lại cho mình nhưng chỉ cần dựa vào tiểu giải khuyển và đại công kê mà có thể qua được ải này hôm nay ta sẽ giết chết hai người các người sở thanh mặc nhìn môn chủ thiên kiếm môn một cái rồi thản nhiên nói đại công kê ở bên hắn rất muốn nói lên một tiếng rằng để một tên cho kê gia ta xử lý nhưng nếu như lúc này mà nó mở miệng ra thì chắc chắn sẽ bị bại lộ. Trong lòng đại công kê biết rõ ràng sở thanh mặc nói như vậy rồi, đồng nghĩa với việc hắn tự quy chuyện này cho một mình hắn mặt thôi. Môn chủ thiên kiếm môn khổ sở nói là chúng tôi đã đắc tội với công tử, cái chết của người trong môn phái chúng tôi, không nên trách cứ sở công tử. Đám người các ngươi có chết cũng không hết tội, triệu tiểu tiểu lớn tiếng nói. Đám người bên thiên kiếm môn xa sầm mặt mày, nếu là thông thường thì một con nhóc thiết cốt cảnh như triệu tiểu tiểu thì sớm đã bị bọn chúng cho một cái bạt tai rồi không biết lớn bé như vậy ai dạy ngươi ăn nói với trường bối như vậy đó hả nhưng lúc này đây bọn chúng chỉ đánh nuốt cục tức đó vào bên trong bụng hoàn toàn không dám có bất cứ phản ứng gì hết đúng vậy hai người bọn chúng chết chết hết tội môn chủ thiên kiếm môn nghiến răng nhẫn nhục nói sở thanh mặc nhìn môn chủ thiên kiếm môn rồi từ tốn nói nhưng ta đã bị đám người các ngươi liên thủ lại tấn công đến nỗi bị trọng thương. Môn chủ thiên kiếm môn lúc này tức giận đến muốn học máu, y rất muốn nhổ vào mặt sở thanh mặc, túm lấy cổ áo của hắn mà nói. Người mới bị trọng thương thôi, còn phía chúng ta thì đã bị thiệt mạng mất hai người đó. Nhưng nhìn thấy con thần điều chu tước khắp người những là đốt lửa, rồi lại còn có con nguyên thú cửu giới đang lam le hầm hè nhìn chăm chăm về phía bọn chúng, thì tất cả dũng khí của y rút cuộc đều đã tan biết hết. Chúng ta, sẽ cho sở công tử một câu trả lời. Nói đoạn, môn chủ thiên kiếm môn bèn lấy từ trong nhẫn chữ đồ của mình ra một chiếc bình ngọc hình bầu dục và nói. Đây là bình đan dược trị thương được dùng nguyên dược cực phẩm chế luyện mà thành, có tác dụng khôi phục nội thương, cực tốt, tề tiên sinh cũng biết rõ về loại đan dược này. Tề tiên sinh bước lên phía trước cầm lấy lọ đan được đó, ông ta mở ra rồi người mốt cái, rồi sau đó gật gật đầu nói với sở thanh mặc. Không sai, đây đích thực là đan dược trị thương cực phẩm, sở thanh mặc sắc mặt vô cảm không thể hiện thái độ rõ ràng môn chủ thiên kiếm môn nghiến răng một cái cố nén sự tức giận ngay lập tức trước mặt của y hiện ra một đống nguyên thạch phải có đến hơn một nghìn viên chứ không ít từ đống nguyên thạch đó phát tán ra một lực dao động thật mãnh liệt nguyên thạch cực phẩm hai mắt của tiêu nhất nguyệt sáng rực lên đám nữ nhi đệ tử phiêu diêu cung bọn quét nhất hiểu và triệu tiểu tiểu cũng đều muốn sáng bừng cả đôi mắt tất cả bọn họ đều nhìn về hướng đống nguyên thạch đó bọn họ đã quá quen thuộc với món đồ này rồi. Trước kia khi phiêu diêu cung còn chưa bị diệt vong, cho dù có là những đệ tử cốt cán như bọn họ cũng hiếm khi mới có thể nhận được loại nguyên thạch cao cấp này. Chừng đây là 1.800 nguyên thạch cực phẩm, coi như là món quà tạ tội của thiên kiếm môn với sở công tử. Môn chủ thiên kiếm môn xót xa nói. Trên người chúng tôi, cũng chỉ còn có chừng này mà thôi. Không đủ. Lúc này sở thanh mạc chỉ thản nhiên nói có hai từ như vậy thôi. Dù gì cũng đã đắc tội với hắn rồi, hai bên đã kết thù oán hận rồi, vậy thì Sở Thanh Mặc chẳng cần ngại ngần gì mà không khiến cho mối thù này thâm sâu hơn một chút nữa. Hôm nay nếu như không khiến cho đám người Thiên Kiếm môn bọn chúng phải tức ói máu thì những kẻ đó quả thực cho rằng Sở Thanh Mặc hắn là kẻ dễ bị bắt nạt như vậy đó. "Sở công tử, đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại." Tên lão già đại năng Ngộ Tâm Cảnh đứng bên cạnh môn chủ Thiên Kiếm môn nhìn Sở Thanh Mặc một cách lạnh lùng và nói làm người đừng có ép người khác vào đường cùng. Sở thanh mặc ngẩng đầu lên nhìn tên lão giả đại năng ngộ tâm cảnh đó, hắn cửa nhạt và hỏi. Sao nào, chẳng phải các ngươi nói hôm nay ta buộc phải chết hay sao? Ngươi! Tên lão giả đó tức thì nghẹn lời không nói tiếp được câu nào. Quả thực bọn chúng ban nãy không hề muốn tha cho tên thiếu niên này một mạng, lại càng không nghĩ tới việc làm người thì đừng ép người khác vào đường cùng. Sao nộp hết nhận chữ đồ của các người ra đây đi, đừng có lấy ra từng cái từng cái một như thế, ta, không phải là ăn mày. Sở thanh mặc từ tốn nói. Sở thanh mặc ngươi. Môn chủ thiên kiếm môn thất xác tức giận, tên tiểu tử này đích thực là cậy thế hiếp người mà, lại còn ép bọn ta vào đường chết. Hôm nay các ngươi tới đây, không những muốn cướp đồ của ta mà còn tính lấy mạng của ta nữa. Sở thanh mặc nhìn môn chủ thiên kiếm môn và nói. Nhưng ta thì sao, ta chỉ yêu cầu các ngươi để lại đồ vật mà sống sót cút xéo khỏi nơi đây, so sánh hai hành động đó với nhau thì ta cho rằng bản thân mình đã quá nhân từ với đám người các ngươi rồi lúc này đại công kê trong dáng vẻ của chu tước đột nhiên phát tán thêm ra thật nhiều những đốt lửa hừng hực cháy một cách đáng sợ dường như có một khí mãnh liệt đang muốn nổ tung lao về phía đám người thiên kiếm môn mà tấn công tới ta nộp môn chủ thiên kiếm môn tức thì hô lớn rồi sau đó y nhìn đám người đứng bên cạnh mình nghiến răng kìm cơn giận y nói tất cả nộp hết ra đi đám người bên phía thiên kiếm môn chỉ còn lại có 5 người, bọn chúng lặng lẽ khiêng xác của lục trưởng lão rời đi, đám người đó rời đi một cách tử nhục nhưng tốc độ thì thật nhanh lẹ. Tất cả bọn chúng đều dựa con chu tước đó đột nhiên lại thay đổi chủ ý mà ra tay sát hại bản thân mình. Vì thế nên đám người của thiên kiếm môn gần như chẳng do dự nữa mà ngay lập tức rời khỏi viêm hoàng thành. Ngô Nhất Cúc và Mạnh Nhất Lân cũng đi theo đám người đó. Ngô Nhất Cúc không hề do dự chút nào mà ôm theo đứa con của mình, nhanh chóng rời khỏi đó. Nhưng Mạnh Nhất Lan thì khác, trước khi rời đi à dường như muốn nói điều gì đó với Tiêu Nhất Nguyệt và đám đệ tử của Phiêu Diêu Cung. Chỉ có điều tám nữ nhi đệ tử Phiêu Diêu Cung trong đó có Tiêu Nhất Nguyệt đều ngoảnh đầu quay đi, không một ai muốn nói hoài gì đến ảnh nữa. Con đường đi là do mình tự chọn lựa, dù đúng dù sai đều là do quyết định của bản thân mình. Nếu đã lựa chọn rồi thì không còn đường để quay lại nữa, không thể trách móc được bất cứ một ai. Vô! Đám người đó vừa mới đi khỏi, con chu tước cũng giang rộng đôi cánh mà bay thẳng lên trời tất cả mọi người đều nhìn con thần điều đó một cách kính sợ nó bay thẳng lên trời cao nhanh chóng quất bóng sau chín tầng mây tề tiên xin thổn thức cười khổ một cái rồi nói bên cạnh công tử có một thần vật cường mạnh uy lực như vậy bảo vệ cho ngài tiểu lão ta ở đây tự nhiên cảm thấy bản thân thật thừa thãi tề tiên sinh nói gì vậy sắc mặt của sở thanh mạc vẫn còn rất yếu ớt hắn nói với tề sơn tiên sinh tề tiên sinh tới đây trợ giúp quả thực khiến cho ta rất vui nói đoạn sắc mặt của sở thanh mặc thay đổi trở nên khó coi vô cùng phù một tiếng hắn ói ra một ngụm máu tươi tiếp theo đó cả người ngã ra về đằng sau cung chủ công tử đám người tiêu nhất nguyện và tây sơn tức thì lo lắng hoảng loạn tây sơn tiên sinh vội vàng bước lên trước xem xét tình trạng của sở thanh mặc mặt ông ta sầm lại rồi nói nhanh chóng mang công tử tới một nơi an toàn vết thương của sở công tử quá nghiêm trọng tiểu sai khuyển cũng lo lắng cuốn quýt quay vòng vòng xung quanh cổ họng nó phát ra những tiếng kêu thê lương tiêu nhất nguyệt vội vàng cùng với mọi người khiêng sở thanh Mặc về phan phủ những chuyện trên đời này thật khó mà thập toàn thập mỹ cho dù trong lòng có hy vọng mọi chuyện có được kết cục hoàn mỹ đến như thế nào đi chăng nữa thì trên thực tế hoàn mỹ chỉ có thể tồn tại ở trong thế giới huyễn tưởng mà thôi cũng giống như hiện tại hôn lễ của lão gia phản vô địch đã bước tới hồi kết nhưng sở thanh mặc người mà đáng lẽ lúc này phải có mặt ở đây để chúc mừng cho ông nội của mình thì lại không thấy hắn xuất hiện một số nhân vật tiếng tăm trong vùng tham dự buổi tiệc đều đang thì thầm bàn tán với nhau suy đoán lý do vì sao sở thanh mặc lại không có mặt ở đây có chuyện gì đã xảy ra mà khiến cho hắn lại không xuất hiện trong sự kiện quan trọng như thế này phàn vô địch và long thu thủy hai người đó nhìn thì có vẻ như đang tươi cười vui vẻ nhưng kỳ thực trong lòng thì nóng như có lửa đốt chỉ là vì hôm nay là ngày đại hỷ của hai người bọn họ phàn vô địch và long thu thủy là hai nhân vật chính của bữa tiệc ngày hôm nay hai người đó không thể rời đi giữa chừng được nếu không thì quả thực quá thất lễ hoàng thượng ngồi ở phía bên kia gương mặt của ông ta hoàn toàn không hề để lộ bất cứ một thái độ gì hết nhưng ở sâu trong ánh mắt của hoàng thượng thì lại thoáng qua một chút khoái trá gần như không một ai biết rằng hậu đài của hoàng đế đại hạ kỳ thực chính là thiên kiếm môn chuyện này kỳ thực thì ngay đến cả đạm đài tiên sinh cũng không được rõ đứng đằng sau lưng hoàng gia chắc chắn sẽ có những thế lực môn phái hậu thuẫn đó là điều mà tất cả mọi người đều biết nhưng môn phái đó rốt cuộc là môn phái nào thì trước giờ vẫn là đề tài bàn tán của đám đông. Vì có đến chừng mười mấy môn phái có mối quan hệ mật thiết hảo hữu với hoàng gia đại hạ, chẳng ai biết được môn phái nào càng thân thiết với hoàng thất hơn một chút. Bí mật này chỉ có các đời hoàng đế mới hiểu rõ được thôi. Trước khi mỗi đời hoàng đế băng hà thì bí mật này mới được truyền lại cho người thừa kế của mình. Hay nói theo cách khác, trong đại hạ này hiện tại chỉ có duy nhất một mình hoàng thượng mới biết sự việc này. Lần này trước khi thiên kiếm môn tới đây, bọn chúng đã dùng cách thức liên lạc cũ nhất và cũng là đặc biệt nhất để gửi thông tin đến cho hoàng thượng hoàng thượng cũng đã phái người dùng một phương thức mà người ngoài hoàn toàn không thể hiểu được để truyền thông tin tới cho đám người của thiên kiếm môn trước giờ thái độ của hoàng thượng với sở thanh mặc thường rất phức tạp ông ta vừa hy vọng sở thanh mặc có thể trở nên đủ mạnh có thể bảo vệ được đại hạ nhưng cũng lại lo lắng hắn sẽ đe dọa đến quyền lực của mình dù sao thì sở thanh mặc cũng là một thiếu niên đã là thiếu niên thì chắc chắn sẽ có những lúc nông nổi ông nội của hắn lại là một vị danh tướng của đại hạ có uy tín rất lớn trong quân đội nếu sở thanh mặc từ nhỏ đã gia nhập một đại môn phái nào đó thì có lẽ hoàng thượng quả thực đã không phải lo lắng gì hết rồi vì chỉ cần hắn gia nhập một môn phái nào đó thì có nghĩa là sở thanh mặc đã lựa chọn rời xa thế tục gần như không còn quan tâm đến bất cứ sự việc gì trong thế tục này nữa nhưng sở thanh mặc lại không như vậy y được sinh ra trong thế giới trần tục từ nhỏ lớn lên trong thế tục hắn có mối liên quan quá nhiều với thế tục này sở thanh mặc âm thầm tạo tổ chức đó người ngoài không biết việc đó nhưng thật là người thống trị cao nhất của đại hạ thì sao hoàng thượng lại không biết điều đó cơ chứ hơn nữa hắn cùng với hứa phù phù con cháu của đại gia tộc quyền quý lại là huynh đệ đồng thời có những công lao to lớn quan trọng đối với quân đội trong đám thanh niên của đại hạ này sở thanh mặc là người có được uy danh to lớn đến mức ngay cả bản thân của hắn cũng không thể tưởng tượng nổi đó quả thực là một tên thiếu niên có quá nhiều ưu điểm có năng lực có dạ tâm là một một tên thiếu niên thế tục được ông trời ưu ái ban tặng cho thật nhiều ân huệ. Những hắn cũng là một yêu nghiệt thực sự. Nếu có một ngày nào đó sở thanh mặc muốn tạo phản, thì hoàng thượng thực sự chẳng có đủ tự tin bản thân mình có thể khống chế được hắn. Nếu lấy môn phái để chèn ép hắn ư, sư phụ của sở thanh mặc là phi thăng giả, trên thế gian này còn có môn phái nào có thể chèn ép được hắn nữa. Nếu lấy quyền lực trong thế tục này để chèn ép hắn ư, uy danh của sở thanh mặc vang xa mọi nơi, có vô số người còn muốn tham gia tạo phản cùng hắn nữa đó vì thế nên sở thanh mặc vàng trở nên cường mạnh bao nhiêu uy danh càng vang xa bao nhiêu thì sự nguy hiểm của hắn với hoàng thượng lại càng lớn bấy nhiêu tuy rằng hiện tại sở thanh mặc chưa hề có bất cứ dấu hiệu làm phản nhưng lòng người là thứ mà ai có thể nói chắc được cơ chứ vì thế nên ông ta sẽ không tự mình ra tay để đối phó với sở thanh mặc nhưng nếu có người khác muốn đối phó với hắn thì hoàng thượng cũng sẽ không gây trở ngại gì hết thậm chí ngược lại ông ta còn ngầm giúp đỡ cho bọn chúng và lần này cũng không phải là trường hợp ngoại lệ nếu Sở Thanh mà không bận tâm đến đám nữ nhi đệ tử của Phiêu Diêu Cung mà tiếp tục ở lại để tham dự hôn lễ của ông nội Hán và Long Thu Thủy thì Thiên Kiếm môn sau khi khống chế được đám đệ tử của Phiêu Diêu Cung cũng sẽ tới đây làm loạn một phen thôi. dù gì đi chăng nữa thì lần này Sở Thanh mặc chắc chắn sẽ phải chết. tuy đạm đài tiên sinh dường như đã tới đó cứu hắn rồi nhưng Hoàng thượng tin rằng chỉ dựa vào một mình đạm đài tiên sinh thì hoàn toàn không thay đổi được đại cục. kẻ mạnh có tính khí của kẻ mạnh. Đạm Đài Tiên Sinh cảm thấy bản thân mắc nợ Sở Thanh Mặc nên ông ta phải trả ơn hắn, ông ta muốn đi cứu hắn, hoàng thượng đương nhiên không ngăn cản. Vì thế nên lúc này, ở trong buổi lễ này chỉ có duy nhất vị hoàng đế bệ hạ này là vui vẻ nhất, nhưng hoàng thượng lòng dạ thâm sâu, trước khi hoàn toàn xác nhận được thông tin thì ông ta sẽ không có bất cứ một hành động gì hết. Nếu có tin báo rằng Sở Thanh Mặc đã chết thì hôn lễ ngày hôm nay sẽ ngay lập tức được biến thành một đại hội thẩm phán. Nhiều cỏ phải nhổ tận gốc, có trách thì chỉ trách phản vô địch thôi một thân một mình tự do tự tại không muốn, lại còn đi cưới một cô vợ làm gì. Hoàng thượng nhìn phàn vô địch đang tiến lại gần chỗ ông ta để kính rượu, một dòng suy nghĩ rất nhanh trong đầu ông ta. Hoàng thượng thầm nghĩ, xin lỗi ông, phản lão tướng quân, chỉ cần có tin báo cháu của người đã chết thì chậm, chắc chắn sẽ ra tay với người thôi. Chậm, sẽ không giết chết người, nhưng tuyệt đối sẽ khiến cho người mất hết tất cả. Tân nương của người, là người của đại tề, chỉ hai chữ gian tế thôi cũng đủ để khiến cho nàng không thoát khỏi kiếp nạn rồi hoàng thượng lướt nhìn hứa trung lương đang đứng bên cạnh trong lòng cười thầm ngươi cho rằng ngươi đuổi cháu mình ra khỏi nhà nhận người phụ nữ này làm nhiễm muội thì mọi chuyện coi như xong rồi hay sao ngươi sai rồi chức quan thủ phụ nội các của ngươi chỉ cần sở thanh mặc chết đi thì ta ngay lập tức sẽ thay người khác vào vị trí đó để chậm nghĩ xem còn ai thích hợp hơn nữa với vị trí đó đây người đó bắt buộc phải có đủ năng lực để xử lý những việc nội chính vì dù sao thì sắp tới đây biên cương đại hạ nhanh chóng được mở mang rộng lớn gấp bội lần hiện tại rồi lúc này bên ngoài đột nhiên có một người hớt ha hớt hải chạy vào thì thầm vài câu đó bên tai hoàng thượng hoàng thượng vốn đang ngồi ngay ngắn trên ghế bỗng dưng sắc mặt ông ta đột ngột thay đổi rồi thất thanh la nói cái gì có thể khiến cho hoàng thượng thất thố như vậy thì hiển nhiên không phải là chuyện nhỏ đám trọng thần hứa trung lương phong minh thông và hạ kinh đứng bên cạnh đều nhìn về phía hoàng thượng lúc này phàn vô địch dẫn theo long thu thủy đi về phía hoàng thượng theo sau là một thị nữ bưng rượu đi cùng bọn họ chuẩn bị chúc rượu hoàng thượng thì nhìn thấy thái độ của ông ta thay đổi một cách đáng kinh ngạc như vậy thì trong lòng phản lão tướng quân bèn chột dạo một cái bệ hạ lão thần tới chúc rượu ngài cả đời phản vô địch sống trong quân đội vì thế nên ông hoàn toàn không hiểu rõ lắm về nhân tình thế sự nhưng phản lão tướng quân là một vị võ tướng nên ông khá mẫn cảm với thứ gọi là khí sắc tinh thần phản vô địch có thể cảm nhận được một cách rất rõ ràng rằng trong khoảnh khắc đó hoàng thượng đã thể hiện rõ một thái độ kinh ngạc hãi hùng và thất vọng rồi ông lại liên tưởng tới những câu nói mà cháu nội của mình trước khi rời đi đã nhờ sở yên truyền lời tới. Trong lòng phàn vô địch thật nhiên muốn thở phào một cái nhẹ nhõm, ông biết rằng đứa cháu nội của mình có lẽ đã vượt qua được nguy hiểm. Hoàng thượng ngẩng đầu nhìn phàn vô địch, ông ta đột nhiên có cảm giác rằng người đang đứng trước mặt mình đây chính là phàn vô địch, nhưng dường như trông ông có vẻ như trẻ ra hơn chục tuổi, gương mặt tươi cười, dáng vẻ mừng rỡ. Trong lòng hoàng thượng lại cảm thấy thoáng chốc các luồng cảm xúc đan xen với nhau, trở nên vô cùng phức tạp. Tuy rằng hoàng thượng vẫn ngồi đó bất động, nhưng ông ta đã bừng chén rượu lên rồi cười nói mà đáp lời rằng. Lão tướng quân vất vả nhiều năm, chiến công hiển hách, nay cuối cùng ông cũng đã yên về gia thất, Trẫm chúc cho hai người được đầu bạc răng lòng, chén rượu này trẫm sẽ uống cạn. Hoàng thượng nói đoạn bèn ngẩng đầu mà dốc cạn chén rượu, phàn vô địch khẽ ngây người, gương mặt tức thì thể hiện sự cảm động, ông cũng uống cạn chén rượu đang cầm trong tay, rồi sau đó lão tướng quân quay người qua phía thị nữ, rót lấy hai chén rượu và cười nói tiếp bệ hạ thương xót lão thần uống liền ba chén để tỏ lòng tạ ơn bệ hạ nói đoạn phàn vô địch bèn uống cạn liền ba chén rượu những người đứng bên cạnh chứng kiến cảnh tượng đó mà chỉ biết ngây người kinh ngạc phàn vô địch có uống cạn ba chén rượu cũng được uống cạn ba mươi chén rượu thì cũng như vậy bọn họ sẽ không lấy làm ngạc nhiên vì vị lão tướng này ngoài việc nức tiếng là đại tướng đánh trận giỏi ra thì còn lại cũng chỉ là từ lượng vô cùng lợi hại mà thôi người khiến cho tất cả mọi người đều kinh ngạc đó chính là hoàng thượng ở trong trường hợp này, thân là hoàng thượng một nước có thể tham dự buổi tiệc quả là đã rất nể mặt cho chủ nhân bữa tiệc rồi, nay hoàng thượng lại còn chủ động uống cạn một chén rượu. Lẽ nào những lời đồn về việc hoàng gia chèn ép hai ông cháu phàn vô địch và sở thanh mạc chỉ là những điều đơm đặt sai sự thực hay sao? Hứa Trung Lương và Phương Minh thông liếc mắt nhìn lẫn nhau, hai người bọn họ đều cảm nhận thấy được sự kinh ngạc trong ánh mắt của đối phương. Thân vương Hạ Kinh đứng bên cạnh đó cũng hết sức ngạc nhiên, y nhìn hoàng huynh của mình với ánh nhìn hoàn toàn khó hiểu trực giác mách bảo hạ kinh rằng sự việc này có liên quan rất nhiều tới những câu nói mà ban nãy người đó thì thầm bên tai hoàng huynh hạ kinh không đoán sai kẻ đến truyền tin ban nãy chính là một tên cận vệ của hoàng thượng chỉ hơn 30 tuổi nhưng bản lĩnh thì rất khá đã tu luyện đến thiết huyết cảnh cũng là một hậu duệ chính thống của thiên tử hạ kinh nhận ra người này y từng giao lưu học hỏi các vấn đề về võ thuật với đại cung phụng bất chỉ tiên sinh trong phủ của mình tên cận vệ này vừa mới thuật lại cho hoàng thượng một lượt nhưng sự việc vừa mới xảy ra tuy rằng y không thể nói quá chi tiết nhưng một vài những điểm mấu chốt thì đều đã được nêu ra hết rồi chu tước nguyên thú cấp 9, ấy trì đạm đài đám đệ tử của phiêu diêu cung thiên kiếm môn đã mất đi hai vị trưởng lão tổn thất nặng nề sau cùng bọn chúng buộc phải rời khỏi viêm hoàng thành một cách thê thảm đạm đài và ất trì xuất hiện ở đó thì chẳng khiến cho hoàng thượng cảm thấy ngạc nhiên làm gì nếu như hai người bọn họ không tới thì mới khiến cho ông ta cảm thấy kinh ngạc dù sao thì bọn họ đều nợ ân tình của sở thanh mặc xét về tình với lý mà nói thì đều nên phải tới đó một phen nhưng hai người này tuy sinh sống trong thế tục nhưng lại đều có được những địa vị cao đến khó tưởng nhưng đối với đám môn chủ của các đại môn phái mà nói thì kỳ thực hai người đó cũng chỉ có đến vậy thôi chẳng có gì đáng để nhắc đến ngay cả khi lúc này đạm đài tiên sinh đã phát triển lên một bậc đã bước vào tới ngộ tâm cảnh nhưng cũng chỉ một nhân vật có được sức mạnh đại năng mà thôi trong các đại môn phái những nhân vật như vậy tuy không dám nói rằng có rất nhiều nhưng tuyệt nhiên cũng không phải là ít. Vì thế nên hoàng thượng hoàn toàn không bận tâm đến hai người bọn họ sẽ làm những gì, ông ta cũng tin rằng hai người đạm đài và ớt trì sẽ đều chọn cách bảo vệ tính mạng của mình. Nhưng vấn đề ở đây chính là, chu tước, trong viêm hoàng thành này lại xuất hiện một thần thú chỉ có trong truyền thuyết như vậy. Còn nữa, nguyên thú cấp 9 đó là từ đâu tới vậy? Thân là bậc đế vương của một nước, nhưng ông ta cũng như mọi người khác đều rất mơ hồ hoài nghi về việc thanh long, bạch hổ, chu tước, Huyền Vũ có thực sự tồn tại hay không? Ông ta cho rằng cho dù những thần thú đó có thực sự tồn tại ở trong thế giới này đi chăng nữa thì chúng đều sớm rời khỏi thế giới này rồi. Thật không thể ngờ được rằng hôm nay chủ Tước, thần thú trong truyền thuyết đó, lại xuất hiện ngay trên mảnh đất mà mình cai trị. Không một ai nhìn thấy nó từ đâu tới, nhưng khi con Chu Tước đó rời đi, nó dang rộng đôi cánh của mình, đập mạnh vào không trung, rất nhiều người trong Viêm Hoàng thành đã chứng kiến được khung cảnh Chu Tước lao thẳng lên chín tầng mây. Sự việc này không thể là giả được. Còn nữa, nguyên thú cấp 9 đó tuy không thể so sánh được với thần thú trong truyền thuyết, nhưng nó cũng là sinh linh mạnh nhất trong tứ tượng đại lục này. Sao bọn chúng lại có thể đồng thời xuất hiện ở bên cạnh sở thanh mặc được cơ chứ? Lại còn đều muốn giúp cho sở thanh mặc? Lẽ nào vị sư tôn của sở thanh mặc quả thực thần kỳ đến như vậy hay sao? Sau khi y, y rời khỏi đây, mà vẫn có thể sắp xếp những người bảo vệ cho sự an nguy của đệ tử mình. Trái tim của Hoàng thượng đập thật nhanh. Vì thế nên chén rượu đó của phản vô địch ông ta buộc phải uống có một mối ràng buộc là phàn vô địch đây thì cho dù sở thanh mặc làm bất cứ việc gì cũng đều phải suy nghĩ đán đo cho thật kỹ. Ý nghĩ này thoáng chốc vụt lóe lên trong lòng hoàng thượng, rồi sau đó, nó càng lúc càng trở nên mãnh liệt hơn. Hoàng thượng nhìn phàn vô địch liên tục uống cạn ba ly rượu thì mỉm cười và nói. Lão tướng quân tuy tuổi cao nhưng tráng kiện, phong độ không kém gì năm xưa. Phàn vô địch có chút ngượng ngùng rồi mỉm cười nói. Lão thần đã già rồi, sau này lão thần chỉ biết ăn phận ở trong nhà trồng hoa dương già thôi. Câu nói này khiến cho rất nhiều người phải nháy mắt liên tục, ánh mắt mọi người nhìn về phía phàn vô địch chan chứa sự tôn kính. Tuy Hoàng thượng ban cho phàn vô địch một địa vị xứng đáng, nhưng lại cướp đoạt đi quân quyền mà vị lão tướng này đã dành cả đời để phán đấu. Nói ra thì đó quả thực là một sự bất công cho phàn lão tướng quân. Nhưng thử xem vị lão tướng quân đó đã hành xử như thế nào, một phẩm giá cao sang phải không? Tuy bản thân phải chịu đựng đãi ngộ bất công nhưng ông lại bình thản điềm đạm đối đáp lại với Hoàng thượng, sau này chỉ an phận ở nhà chồng hoa nói theo cách khác thì phản lão tướng quân chuẩn bị dưỡng già hoàng thượng nhấn mày một cái giả bộ giận dữ rồi nói không thể được phản tướng quân đang trong độ tuổi sung mãn chính là lúc cần phải tận sức vì nước sao ngài có thể về quê dưỡng lão được cơ chứ ngài muốn lười biếng phải không trẫm không đồng ý đâu nói rồi đó trẫm chỉ cho phép ngài được nghỉ ngơi một tháng mà thôi để cho phản tướng quân được hưởng thụ tân hôn tránh người đời kêu trẫm không niệm tình người ha 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 hoàng thượng cười sảng khoái và nói một tháng sau ngài phải ngoan ngoan quay trở lại quân đội cho trẫm tới lúc đó vẫn còn rất nhiều quyết sách quan trọng cần phải đích thân ngài quyết định đó tất cả mọi người có mặt trong đại sảnh của buổi tiệc đều há hốc miệng kinh ngạc khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt bọn họ quả thực không dám tin những điều mình đang được nhìn thấy và nghe thấy trong lòng đều sôi sục ý nghĩ chuyện này là như thế nào đây hai người đám hứa trung lương và phương minh thông lướt nhìn lẫn nhau phương minh thông khẽ run run môi tuy không phát ra bất cứ một âm thanh gì nhưng dường như hứa trung lương đã hiểu được ý của đối phương có chuyện rồi hôn lễ của phản vô địch đã được kết thúc trong một không khí tràn chứa sự kỳ quái như vậy hôn lễ kết thúc phản lão tướng quân và long thu thủy hai người bọn họ đều cố kìm nén sự lo lắng trong lòng của mình miễn cưỡng tươi cười tiễn khách ra về rồi sau đó hai người đó ngay lập tức quay trở về phản phủ bọn họ chỉ nhanh chóng muốn biết suốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì hơn nữa vốn định rằng lão tướng quân và long thu thủy sẽ ở lại đây để ổn định cho hôn lễ của hai vãn sinh đồng thời chúc phúc cho bọn chúng nhưng lúc này thì hai người đó đã không tính được nhiều đến như vậy rồi ngay khi đó sở yên vội vã bước tới nói thì thầm vào tai phản lão tướng quân vài câu sắc mặt của phản lão tướng quân đột nhiên trở nên vô cùng khó coi ông nói với long thu thủy thu thủy một lát nữa nàng ở lại đây một mình và đại diện cho ta tham gia đám cưới của phù phù ta phải về phù một chuyến tuy long thu thủy nóng ruột vô cùng nhưng nàng lại là một người vô cùng hiểu chuyện nàng biết rằng chắc hẳn phải là đã xảy ra chuyện gì đó rất nghiêm trọng, nên thấy vậy thu thủy ngay lập tức gật đầu và nhẹ nhàng nói. Lão gia ngài cứ đi giải quyết công việc đi, mọi việc ở đây để cho thiếp cánh vác là được rồi. Trong lòng phàn vô địch cảm thấy ấm áp vô cùng, ông dịu dàng nói với Long Thu Thủy. Sự việc đã kết thúc rồi, nhưng Mạc Nhi đã bị trọng thương hôn mê, ta cần phải ngay lập tức quay về xem tình hình ra sao, nàng cũng đừng quá lo lắng. Sự lo lắng hiện rõ mồm một mồ trên gương mặt của Long Thu Thủy. Mặc nhi không sao chứ. Tuy rằng không có tình cảm sâu sắc, nhưng Long Thu Thủy vẫn rất quan tâm tới Sở thanh mặc, vì hiện tại bọn họ đều đã trở thành người một nhà rồi. Ngay đến cả vận mệnh cũng đều đã đan xen vào với nhau rồi. Long Thu Thủy nghe nói sở thanh mặc bị trọng thương hôn mê thì nàng cũng đau lòng lắm. Yên tâm. Phàn vô địch nhìn Long Thu Thủy một cái rồi sau đó gọi mấy tên tâm phúc của mình tới và nhanh chóng rời đi. Sau hơn nửa canh giờ thì sự việc xảy ra ở bên đó đã nhanh chóng được lan truyền ra khắp viêm hoàng thành. Đám trong thần trong triều và vương công quý tộc ban nãy mới tham gia hôn lễ của phản vô địch cũng đều đã biết được toàn bộ quá trình diễn ra sự việc ở trong viêm hoàng thành ngay sau khi rời khỏi đại sảnh yến tiệc hoàng gia. Mãi cho tới lúc này bọn họ mới bừng tỉnh ngộ, cuối cùng mới hiểu được vì sao ban nãy hoàng thượng lại có những phản ứng như vậy. Trời ơi! Chủ tước, không thể tin được trên thế gian này thực sự có tồn tại loại sinh vật này, ta vẫn còn cho rằng nó chỉ có trong truyền thuyết mà thôi. Tại sao không phải là thanh long cơ chứ? những điều này không với là mấu chốt của vấn đề điều quan trọng là ở chỗ vì sao chu tức lại có thể đi bảo vệ một người phàm trần sở công tử chưa chắc đã là người trần một người trần tục mà có thể chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi có một năm đã làm được biết bao nhiêu những chuyện khiến cho người ta không thể tưởng tượng được ra như vậy hay sao mọi người bàn tán sôi nổi trọng tâm của vấn đề chỉ xoay quanh một mình sở thanh mặc hoàng thượng mang theo một đám người vội vàng hồi cung còn hôn lễ của hứa phủ phủ thì cho dù không có sự việc này đột ngột xảy ra thì ông ta cũng không định tham gia. Hứa ra chẳng qua chỉ là một thế gia tam đại danh giá mà thôi, họ chưa có đáng để hoàng thượng nề mặt đến như vậy, chứ càng không nói tới việc hứa phủ phủ lại còn là hậu duệ đời thứ ba của hứa ra, kẻ bị đuổi ra khỏi nhà. Lúc này hoàng thượng muốn biết rõ rút cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Nghe nói sở thanh mặc dường như đã hôn mê bất tỉnh, nhưng là hôn mê thực sự hay là giả vờ hôn mê Nếu là thực sự hắn đã hôn mê thì ông ta nên có phản ứng như thế nào? nếu là giả vờ hôn mê thì ông ta lại nên có phản ứng như thế nào những điều này đều là những sự việc rất quan trọng cần phải suy nghĩ thấu đáo thậm chí nó còn có thể liên quan đến tương lai quốc vận của cả đại hạn này không còn cách nào nữa rồi ai xui khiến hán quá xuất chúng như vậy làm chi tuổi nhỏ như vậy mà đã có thể làm được những sự việc kinh thiên động địa đến nhường đó hứa trung lương vì muốn tránh phiền phức nên cũng rời khỏi đó luôn đồng thời ông cũng muốn tìm hiểu cho rõ sự việc gì đã xảy ra đại nguyên soái phong minh thông thì lại không tính được nhiều đến như vậy ông ta đi thẳng tới phản phủ tuy phung minh thông rất nhanh chóng dễ dàng đi vào trong phản phủ nhưng ông ta chưa kịp thông thấy sở thanh mặc đâu thì đã bị đẩy bật ra ngoài rồi ngài là tề tiên sinh phải rồi lão hủ nay đã là người bảo vệ cho sở công tử sở công tử lúc này đang bị trọng thương hôn mê bất tỉnh không tiện cho người ngoài vào thăm non xin nguyên soái ngài dừng bước đợi sau công tử tỉnh lại rồi thì lão hủ nhất định sẽ thông báo tới công tử là ngài đã tới thăm không còn cách nào khác Phương Minh thông chỉ đành rời khỏi phàn phủ, đồng thời ông ta phái người coi sát sự việc này. Lúc này nhất cử nhất động của sở thanh mặc thậm chí còn có liên quan đến tinh thần của toàn bộ quan lại đầu não cao nhất của đại hạ. Đám quan lại đứng đầu chờ đó cần đảm bảo rằng chỉ cần có điều gì bất chắc xảy ra với hắn thì bọn họ phải là những người đầu tiên biết được thông tin. Hai, Trưởng thành nhanh quá mà. Phương Minh thông lắc đầu than thở, rồi rời khỏi phàn phủ. Điều mà dân chúng bách tính trong viêm hoàng thành này quan tâm đến nhất đương nhiên chính là con chim khổng lồ toàn thân những là đốt lửa hừng hực cháy đó. Trong một khoảng thời gian ngắn, những tin đồn về con chim khổng lồ đó đã được lan truyền một cách rộng rãi khắp cả trong viêm hoàng thành. Hứa phu phu đang chuẩn bị cho hôn lễ của mình, gã cuối cùng cũng nghe thấy sự việc vừa mới xảy ra. Vị hứa thập công tử này, người đã bị đuổi ra khỏi nhà, bỗng chốc như một phát điên. Không kết hôn nữa? Kết hôn cái mẹ gì nữa? Chó chết! huynh đệ của ta còn sống chết chưa biết thế nào ta lại có thể ở đây mà cử hành hôn lễ linh đình hay sao ta ta có thể tiếp tục tiến hành hôn lễ thì ta có còn là người nữa hay không không được không ai được ngăn cản ta ta nhất định phải đi xem sao mai nhi nàng sẽ ủng hộ ta phải không chúng ta cùng đi thôi ừm mai nhi của ta là tốt nhất trần đời dù sao ta cũng hiểu rồi lòng người thật là lạnh lùng một cách chó má Tất cả đều cho rằng hứa phù phù ta bị đuổi ra khỏi nhà thì đã mất đi giá trị mà bọn chúng có thể lợi dụng rồi. Không có một ai muốn tới tham gia hôn lễ của ta. Được thôi, vậy thì càng hay, đại sảnh yến tiệc của hoàng gia này ta cũng chẳng muốn ở lại đây làm gì. Mặc cho đám người bọn sở yên có khuyên can thế nào đi chăng nữa thì hứa phù phù nhất mực không chịu nghe lời. Gã chẳng còn lòng dặn nào mà tiếp tục tiến hành hôn lễ được nữa. Một mặt vì còn chưa biết sở thanh mặc sống chết ra sao, đây đương nhiên là điều mà hứa phù phù lo lắng nhất đã đương nhiên chỉ muốn nhanh chóng biết được tình hình của huynh đệ mình ra sao rồi. Một mặt khác thì vì giờ thanh mặc không có ở đây thì những kẻ vốn dĩ nề mặt hắn nên mới chuẩn bị tới tham dự hôn lễ của hứa phù phù đều đã rời đi rồi. Đó cũng chính là lý do mà vì sao hứa phù phù lại trừ rủa ẩm ý lên rằng lòng người lạnh lùng. Vị hứa công tử này cuối cùng cũng hiểu được rằng sự hào quang và danh vọng mà gia tộc của mình mang tới cho bản thân nhiều đến mức nào. Đồng thời phù phù cuối cùng cũng hiểu được rằng sự ảnh hưởng của người khác thì là của người khác. Ngay cả khi người đó có gần gũi với mình đến đâu đi chăng nữa thì cũng không phải là của mình. Hứa phù phù lập tức nằm lấy tay của Mai Nhi và ân cần nói. Mai Nhi, bất luận là hôn lễ của chúng ta có được diễn ra hay không hay lúc thì mới được tổ chức thì trong lòng của ta nàng chính là vợ ta. Nàng yên tâm, phu thê chúng ta cùng đồng tâm thì tuy rằng hai chúng ta không đổi kịp được tiểu hắc ca nhưng rồi cũng sẽ có một ngày ta sẽ khiến cho mọi người trên thế gian này không dám kinh thường ta nữa. Liễu Mai Nhi hiểu được tâm trạng lúc này của hứa phù phù, nàng nhẹ nhàng đáp lại thiếp đã được gả cho chàng đã là một sự may mắn lớn nhất rồi thiếp trình là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời này chúng ta nhanh đi xem tình trạng của sở công tử ra sao rồi thiếp cũng lo lắng cho hắn chúng ta đi thôi hứa phu phủ kéo tay liễu mai nhi vội vội vàng vàng chạy về phía phàn phủ long thu thủy và sở yên liếc nhìn nhau cười khổ sở một cái rồi chỉ đành đi theo hai người đó về phàn phủ nhưng hai người bọn họ và cả vương đại phát người dường như cùng lúc đi về phía trước cùng với đám người long thu thủy và sở yên tất cả đều không ai nhìn thấy sở thanh mặc đâu hứa phù phù gần như muốn nổi điên lên phàn vô địch người về tới phủ sớm hơn bọn họ được một bước chân gương mặt xa sầm lại nhìn thấy hứa phù phù đang đứng đó gương mặt ông thể hiện sự vui mừng được an ủi rồi ông trầm giọng nói mặc nhi không có ở trong phủ gì cơ hứa phù phù thất xác ngay tại chỗ liễu mai nhi cũng vậy kinh ngạc đứng trôn chân tại đó lão tướng quân nói không cần phải lo lắng nó không có nguy hiểm gì đâu. Đại công kê dìu sở thanh mặc, dọc đường nó nhìn tiểu xài khuyển mà lẩm bẩm trách cứ. Con chó thôi, ngươi nói xem, hôm nay nếu không phải là kê gia ta đại phát thần uy thì tên tiểu tử này không phải là đã chết rồi hay sao? Có phải là may mà nhờ có kê gia ta không? Tiểu xài khuyển đi bên cạnh sở thanh mặc, gầm gầm gừ gừ rên lên. Tuy nó không biết nói nhưng trong tiếng gừ của nó thì lại tràn chứa sự bất mãn. Ý của nó rất đơn giản, cho dù nhà ngươi không xuất hiện thì chủ nhân của ta cũng có thể làm chủ được thế cục nhà ngươi thì hiểu cái gì chứ? Đám người đó hôm nay rõ ràng là muốn giết chết tên tiểu tử này, thế mà hắn vẫn còn ngu ngơ tự đâm đầu vào dọ. Nếu không phải con chó thối nhà ngươi nhiều chuyện đi tìm tới ta thì có lẽ lúc này hắn đã bị đám người đó giết chết rồi. Đại công kê lải nhải trong miệng, nhưng tốc độ nói thì nhanh như sao băng thoáng vụt qua vậy. Đừng nói là người thường, cho dù có là cao thủ thực sự thì cũng hoàn toàn không thể nhìn cho rõ được thân hình của nó. Đại công kê cứ thế mà vùn vụt lao đi, mang theo cả sở thanh mặc, chẳng ai biết được bọn chúng đi tới nơi đâu cô bút đình long tổ đại công kê đạt sở thanh mọc vào trong long tổ rồi sau đó mới thở phào nhẹ nhõm một cái nó lẩm bẩm nói với tiểu sạch khuyển nơi đây mới được coi là tương đối an toàn dự cảm của kê ra trước giờ luôn là chuẩn xác nhất nếu ở trong viêm hoàng thành thì chắc chắc sẽ không an toàn dự cảm của đại công kê quả thực rất lợi hại lời nói của nó quả thực là lời sống truyền mà sự việc đã trôi qua được ba ngày rồi những gì xảy ra trong hôm đó đã được một số người nhanh chóng xác thực lại những người nên hiểu rõ nội tình thì cũng đã hiểu rõ hết rồi bên trong ngự thư phòng của hoàng cung đại hạ hoàng thượng nét mặt nghiêm nghị nhìn người đàn ông mặc áo đen đang đứng ở trước mặt ngữ điệu tôn kính muôn phần ông ta trầm giọng nói ta quả thực không biết về tung tích của tên tiểu tử, tử đó ân minh lão tổ lần này ngài tới đây người có thể khiến cho hoàng thượng tự xưng là ta thì trên đời này không có nhiều nhưng người đàn ông mặc áo đen đang đứng trước mặt đây chắc chắn chính là một trong số những người đó lão ta là ân minh một trong những lão tổ lâu đời của thiên kiếm môn. Cũng chính là tiên thiên đại năng duy nhất trong thiên kiếm môn. Tuy ân minh vừa mới đạt đến cảnh giới tiên thiên không lâu, nhưng lão ta mới chỉ vừa mới tròn 100 tuổi mà thôi. Đối với cảnh giới tiên thiên mà nói thì đó thực sự là một niềm kiêu hành tuyệt thế rồi. Ta tới để giết sở thanh mặc. Ân minh thản nhiên nói. Đồng thời muốn lấy lại thừa kế của phiêu diêu cung. Phu, hoàng thượng không né nổi lòng bèn hít một hơi lạnh, rồi nhẹ nhàng nói, sư tôn của sở thanh mặc. Ta biết rồi. Ân minh cắt ngang câu nói của hoàng thượng, lão ta đưa cho hoàng thượng một miếng ngọc và nói. Nếu như có thông tin gì của sở thanh mặc thì chỉ cần đập vỡ viên ngọc này thì ta sẽ lập tức xuất hiện. Ồ! Hoàng thượng hơi ngây người kinh ngạc, rồi sau đó ông ta nhìn ân minh đang đứng đó với sắc mặt vô cảm, ông ta chỉ đành gật đầu và đáp lại. Được, ta biết rồi. Ngoài ra, sự việc cái mai quạng đó, là như thế nào vậy? Ánh mắt ân minh nhìn hoàng thượng hoàn toàn không có bất cứ một chút kính sợ nào, tự như đang nhìn một con kiếm vậy. Hoàng thượng lại không dám để lộ bất cứ một sự bất mãn nào, thành thật đáp lại câu hỏi của lão ta. Là lỗi sai của bọn ta. Ân minh hờ hững hỏi tiếp. Các người đã thu hoạch được bao nhiêu? Hơn 2 tỷ viên. Hoàng thượng hoàn toàn không dám giấu giếm về những chuyện này, ông ta nói. Nhưng chúng tôi đã sử dụng hết hơn 30 triệu viên rồi. Trong khoảng thời gian 10 năm, bọn ta đã khai thác chừng một phần 10 số lượng. Số còn lại, ta đã đích thân kiểm tra qua, hoàn toàn không còn nữa rồi. Ân minh nhìn hoàng thượng một cách phẫn nộ và khinh thường. Sư tôn của tên tiểu tử đó có thể phi thang được có lẽ là nhờ vào việc sử dụng tất cả số nguyên thạch ở mạch quạng đó. Hoàng thượng kinh ngạc nói. Vậy trên thế gian này, quả thực có thứ công pháp đó sao? Ân minh cười lạnh lùng và nói. Những chuyện nhà ngươi không biết còn nhiều lắm hoàng thượng cúi đầu cười giàu dĩ. Ân minh thở dài một tiếng, nhìn hoàng thượng một cái rồi lạnh lùng nói. Ngươi có biết không, sự việc này nếu như ngay từ đầu ngươi thông báo cho chúng ta được biết thì có lẽ trong 10 năm qua đã hoàn toàn khai thác hết được số nguyên thạch ở trong mạch quạng đó rồi. Hơn nữa số lượng nguyên thạch mà các ngươi có được không chỉ dừng lại ở con số 2 tỷ viên. Hoàng thượng khó nhọc cười lấy một cái rồi trong lòng thầm oán trách, không chỉ có từng đó. Nếu các ngươi mà biết được thì, các ngươi có chịu để cho ta một phần mười số đó hay không? đừng có mà nói giỡn, một phần một trăm cũng đã là tốt lắm rồi. Một lát nữa ngươi chuẩn bị cho ta một tỷ năm mươi triệu viên nguyên thạch, số còn lại ta sẽ không truy cứu nữa. Ân minh dường như đang nói về một chuyện quá đỗi bình thường vậy. Hoàng thượng khẽ chột dạ trong lòng, gương mặt trở nên khó coi vô cùng. Sao vậy, ngươi không đồng ý hay sao? Ân minh nửa cười nửa không nhìn hoàng thượng, lão lạnh lùng nói. Ta không hỏi ngươi có phải là đang nói dối ta hay không? Toàn thân hoàng thượng khẽ du lên bần bật, ngay tức khi ông ta phủ nhận. Đứng trước mặt ân minh lão tổ thì sao ta dám nói dối cơ chứ? Ta cũng đoán là người không dám. Ân minh lạnh lùng nói. Người có biết là người đã gây ra chuyện lớn như thế nào không? Người thực sự cho rằng những môn phái đó là vì sợ phi tiên nên mới không dám tới làm khó cho các người hay sao? Hơn một tỷ viên nguyên thạch, ở trong hoàng cung của ngươi, ngươi cho rằng thật sự sẽ được an toàn hay sao? Hoàng thượng giật giật khóe miệng, tức thì thở dài một cái và nói được thôi ta sẽ cho người chuẩn bị một tỷ năm mươi triệu nguyên thạch nhưng nhiều nguyên thạch như vậy ân minh lão tổ mang đi sao được đây đợi ta giết chết tên sở thanh mặc đó thì đương nhiên sẽ tới lấy ân minh lạnh lùng nói sau đó ông ta lại tiếp tục nói nhớ đó chỉ cần có được tin tức của sở thanh mặc thì ngay lập tức đập vỡ viên ngọc đó ta sẽ tới đây nhanh nhất có thể vâng hoàng thượng gật đầu đồng ý lúc ông ta ngẩng đầu lên thì ân minh đã biến mất khỏi đó rồi cuối cùng thì hoàng thượng cũng thở phào nhẹ nhõm một cái ông ta ngồi trên ghế rồng giương tay lau mồ hôi trên trán trong lòng thầm nhủ bốn tỷ viên nguyên thạch lấy ra một tỷ năm mươi triệu viên không sao trầm vẫn còn hơn hai tỷ viên dự trữ nữa hừm sớm muộn gì cũng có một ngày trẫm nhất định sẽ gây dựng được cho mình một đội quân vô địch tới lúc đó kẻ nào dám uy hiếp trẫm thì ta nhất định sẽ khiến cho kẻ đó hiểu rằng hoàng gia thế tục cũng không phải là chỗ cho chúng dễ dàng bắt nạt nghĩ đoạn hoàng thượng bèn thở dài phiền muộn Kỳ thực, con át chủ bài tốt nhất vốn dĩ là sở thanh mặc, chỉ tiếc là... Thật đáng tiếc, sở thanh mặc có thể cảm nhận rõ được bản thân mình được đại công kê mang đi rồi sau đó lại được đặt vào bên trong ổ rồng quen thuộc. Rồi sau đó sở thanh mặc lại yên tâm mà tiếp tục hôn mê. Đại công kê lo lắng nhìn sở thanh mặc, nó lẩm bẩm Tiểu tử, kê gia chỉ có thể làm được có bấy nhiêu thôi, nếu lỡ không may người chết đi, thì cũng đừng trách kê gia không giúp người nhé. Vết thương của người kỳ thực quá nguy hiểm đối với đại công kê mà nói thì sự kiên cường của sở thanh mặc đã đạt đến mức độ khiến cho người khác phải kinh sợ theo mức độ thương tích của hắn thì có lẽ đã sớm chết tại trận rồi nhưng sở thanh mặc vẫn cố gắng cầm cự để đối đám người thiên kiếm môn đi đại công kê biết rất rõ vết thương lần này của sở thanh mặc nặng đến mức nào nếu không phải vậy thì nó đã không thể nào đưa sở thanh mặc đến ổ rồng sau khi sở thanh mặc thực sự hôn mê sâu thì viên ngọc trước ngực gần như đã hòa nhập vào cơ thể của hắn đã bắt đầu dần dần nổi lên nếu như có ai đó nhìn thấy thì nhất định sẽ kinh ngạc lắm vì miếng ngọc đó dường như đang bị một luồng sức mạnh kinh hoàng ép nó phải nổi lên. Thương khung thần dám Đó là thần khí mà cho dù có ở thiên giới thì cũng sẽ khiến cho các nhân vật cấp bậc đại lão phải tranh giành. Vậy mà nó lại xuất hiện trên cơ thể của một người phàm nhân thế tục hay sao? Đây là một sức mạnh như thế nào vậy? Nếu lúc này sở thanh mặc tỉnh táo thì có lẽ bản thân hắn cũng phải vô cùng ngạc nhiên vì trong cơ thể của mình chẳng biết từ đâu lại đột nhiên xuất hiện một tiên tử kim sắc huyết còn mỏng hơn cả sợi tóc đến hàng trăm nghìn lần như vậy một tia máu như vậy đang dung hòa trong dòng máu đỏ đang chảy khắp thân thể của sở thanh mặc có thể trông thấy một cách rõ rệt hiện lên rõ mồn một nhưng cùng với sự xuất hiện của tia máu đó là sự thay đổi về tình trạng của sở thanh mặc mới ban nãy hắn vẫn còn hôn mê thở một cách gấp gáp thì lúc này đây hơi thở của hắn đã ổn định trở lại tia máu đó bắt đầu từ từ lưu chuyển trong khắp kinh mạch của sở thanh mặc trước tiên nó đi qua những vùng lục phủ ngũ tạng bị tổn thương nặng toàn bộ lục phủ ngũ tạng của sở thanh mặc đều đã có chức bị rách nát một cách thảm hại nó đã không chỉ là vấn đề bị tổn thương đơn giản nữa, nếu đổi là người khác thì có lẽ đã sớm chết đến vài lần rồi. Cho dù có là tiên thiên đại năng thì lục phủ ngũ tạng bị tổn thương nặng nề đến như vậy thì chỉ e là khó mà có thể giữ được tính mạng. Sở dĩ sở thanh mà có thể cầm cự được đến lúc này hoàn toàn là vì phương thức luyện máu và luyện cốt của hắn có những điểm khác biệt hoàn toàn so với những võ giả khác. Cộng thêm với việc hắn liên tục được tám máu nguyên thú nên xương thịt cũng tương đối rắn chắc vì thế nên sở thanh mặc mới có thể cầm cự được trước sự tấn công hợp lực của vài tên cường giả đại năng trong thiên kiếm môn nhưng vết thương như thế này cũng đủ là đòn chí mạng cho hắn đại công kê cảm nhận được rằng viêm hoàng thành không phải là một nơi an toàn nó cũng biết rằng cả toàn viêm hoàng thành đó hoàn toàn không có một ai có thể cứu được sở thanh mặc vì thế nên nó mới đưa hắn tới nơi này ổ rồng tuy không có được năng lượng cường mạnh như vậy nhưng dù sao thì nơi đây cũng từng là nơi ở của thanh long tốc độ hội tụ linh khí vượt xa bất cứ nơi nào trên thế gian này tia máu có sắc tử kim đó trước tiên chạy qua tim của sở thanh mặc rồi lại men theo huyết quản rồi bắt đầu không ngừng lưu chuyển trong tim của hắn tất cả những nơi mà nó chảy qua những vết thương mà mắt thường có thể nhìn thấy đều đều bất ngờ ngay lập tức biến mất nếu như người khác chứng kiến cảnh tượng thần kỳ như thế này thì nhất định sẽ phải kinh ngạc vô cùng đại công kê tuy không nhìn thấy sự thay đổi đó trên cơ thể của sở thanh mặc nhưng nó có thể cảm nhận một cách rõ ràng sự thay đổi của hắn đôi mắt của nó trừng trừng mở thật lớn nhìn sở thanh mặc mà lầm bầm mạng của tên tiểu tử này thật là tốt mà gây ra ta bái phục thê thảm đến như vậy rồi mà vẫn còn có thể sống lại được sao từ biểu hiện bên ngoài mà nói thì hơi thở của sở thanh mặc bắt đầu trở nên bình ổn trở lại rồi hơi thở của sự sống vốn dĩ đã tưởng gần như biến mất khỏi thân xác của hắn thì lúc này đã bắt đầu ngưng tụ lại từng chút từng chút một tuy không được nhanh chóng nhưng thực sự rất ngoan cường chật 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 đại công kê đi quanh người sở thanh mặc rồi lẩm bẩm nói nếu như ta ăn thịt tên tiểu tử này thì không biết sẽ có được kỳ ngộ gì đây. Ngâu! Tiểu dài khuyển từ bên cạnh nhảy vọt ra, sủa thật lớn và nhe răng gừ gừ hướng về phía đại công kê. Người nóng giận cái gì chứ? Kê ra ta chỉ tùy ý nói một câu thôi mà. Đại công kê tức giận nói, rồi sau đó nó lại nhìn sở thanh mặc một cái rồi làm nhàm. Tên tiểu tử này lần này, có thể thoát chết sống lại cũng là đại phúc rồi, chỉ là không biết tới lúc nào hắn mới tỉnh lại, hy vọng là sớm một chút đại công kê cũng không ngờ được rằng lần này thời gian ngủ của sở thanh mặc lại vượt xa xa sự dữ liệu của nó nếu không phải hơi thở của sở thanh mặc đã bình ổn trở lại sinh khí trên người hắn cũng đã mỗi lúc một hương tụ lại nhiều hơn thì thậm chí đại công kê còn nghĩ rằng tên tiểu tử đó đã chết rồi kia nửa tháng sau đại công kê bắt đầu thấy chán nản rồi nó bò lên trên đỉnh của ổ rồng rồi lẩm bẩm nói con chó thôi kia ngươi thử nói xem tên tiểu tử này rút cuộc là đã bị sao vậy Go. Tiểu Sai Khuyển lấy làm rất không hài lòng với cách xưng hô mà Đại Công Kê gọi mình. Nó tức giận hướng về phía Đại Công Kê mà sủa lớn một tiếng. Sủa cái gì mà sủa? Kê gia ta không thèm chấp nhặt với nhà ngươi. Đại Công Kê lườm một cái rồi lầm bầm. Ngươi xem nhà ngươi đó, đường đường là một nguyên thú cấp 9. Tuy đối với Kê gia ta mà nói thì ngươi thực sự chỉ là một sinh linh nhỏ nhoi yếu ớt mà thôi. Nhưng trên thế gian này thì thực lực của ngươi là đỉnh cao rồi đó. Thế mà lại phong ấn bản thân mình khắc nghiệt như vậy, linh trí. Thực lực cái gì chứ? Tất cả đều đã bị phong ấn rồi. Nếu kê gia ta không đoán nhầm thì đạo phong ấn này của nhà ngươi ít nhất phải mất đến vài năm nữa mới có thể mở được. Thật là tên ngốc. Tiểu sai khuyển có chút mơ màng nhìn đại công kê đang sụp hết cả hai mi mắt xuống. Hiển nhiên nó chẳng hiểu rõ đại công kê đang nói về cái gì. Nhưng kê gia ta có cách mở được phong ấn của nhà ngươi. Kỳ thực thì khi tên tiểu tử này bị thương, ngươi thiết chút nữa thôi. Khục khục. Đại công kê cười một cách ma quái chỉ trách tên tiểu tử, tử này quá mạnh nếu như lúc đó hắn ngất xỉu bất tỉnh thì có lẽ ngươi đã không chỉ bạo phát ra một luồng khí có sức mạnh kinh hoàng như vậy ngươi thậm chí có thể đã dung khai được phong ấn rồi tiểu sai khuyển vẫn nhìn đại công kê một cách khó hiểu thật là vô vị kê gia ta kỳ thực rất muốn biết khi ngươi dung khai phong ấn thức tỉnh và phát hiện ta bản thân mình là một con thú cưng của loài ngươi thì sẽ có biểu cảm như thế nào đại công kê nham hiểm lẩm bẩm những câu đó trong miệng gâu Tiểu dài khuyển lại sổ to lên một tiếng. Được rồi, nếu ngươi đã muốn được làm một con chó cảnh như thế thì gây ra ta cũng tác nguyện cho ngươi thôi. Hai mí của đại công kê lại sụp xuống nhiều hơn nữa, nó lẩm bẩm. Thật là vô vị, kê ra ta phải tìm việc gì đó mà làm thôi, con chó thối này, ngươi ở đây trong nhà nhé. Nói đoạn, đại công kê thoáng cái bay đi khỏi đó mà không nhìn thấy bóng dáng của nó đâu. Nửa năm sau, phía bắc đại tề, trên biên giới giữa vương đình của thảo nguyên và đại tây xuất hiện một đội quân đội quân này ước chừng có hơn nghìn người tuy số người không quá nhiều nhưng trình tự rất chỉnh tề đội quân đó thể hiện một khí thế tinh nhuệ hiển nhiên đó là một đội quan được huấn luyện nghiêm ngặt một người mặc chiếc áo khoác màu đen cưỡi một con chiến mã khỏe khoắn đầu đội mũ đeo mặt nạ đứng ở phía trên cùng đội quân đằng sau người mặc áo choàng đen đeo mặt nạ đó có một ngọn cờ lớn bên trên lá cờ đang bay phần phật trong gió đó có viết một chữ sở rất lớn một người đàn ông mất một tay đầu đội mũ giáp, đang đứng bên cạnh người mặc áo choàng đen đó, ông ta cưỡi một con thần mã cao lớn màu đỏ. Một người khổng lồ đen to như một tòa tháp sắt, đứng cách không xa hai người đó, toàn thân không mang bất cứ một mảnh giáp sắt nào, nhưng với vóc dáng như của gã, chỉ cần đứng ở đó thôi thì cũng đã đáng sợ lắm rồi. Đám quân nhân đằng sau đoàn quân đó nhìn tên người khổng lồ với ánh mắt chăn chứa sự kính phục và cuồng nhiệt. Tùy thúc thúc, ngài nói, công tử rút cuộc là đã đi đâu được chứ? Người mặc áo choàng đen mở miệng nói, thì ra đó là một cô gái, người đó chính là Sở Yên, người mà nàng gọi là Tùy Thúc Thúc. Người đàn ông trung niên bị cụt một cánh tay đó đương nhiên chính là Tùy Hồng Nho. Lúc đó công tử bị thương rất nặng, sau khi tề tiên sinh bọn họ đưa cậu ấy về phủ, thì chẳng mấy chốc công tử đã mất tích rồi. Tùy Hồng Nho thở dài nói. Rồi sau đó, đạm đài tiên sinh từ ngại ám chỉ với tướng quân rằng viêm hoàng thành này không an toàn, thiếu gia nên được những người bảo vệ mà sư phụ cậu ấy sắp xếp đưa rời đi chỗ khác chính là con chu tức đó sao? Sở Yên hỏi. Cũng có khả năng đó. Tùy Hồng Nho gật gật đầu nói. Nhưng hiện tại đã nửa năm trôi qua rồi, công tử cũng có lẽ sớm bình phục rồi chứ, vì sao công tử mãi chưa lộ diện? Đằng sau chiếc mặt nạ của Sở Yên là gương mặt xinh đẹp diễm lệ đó đang phảng phất trước buồn phiền. Ta nghĩ, có lẽ là vì thiếu gia đang có việc quan trọng cần phải làm. Tùy Hồng Nho trầm giọng nói. Hơn nữa trong thế đạo hiện nay, tình hình quá nguy hiểm, tứ phương nhất định có rất nhiều người muốn tìm kiếm thiếu gia, muốn làm hại thiếu gia, vì thế nên nếu thiếu gia không xuất hiện thì nhất định sẽ có lý do của cậu ấy. Nhất định phải quay trở về, nếu không thì chúng ta ở nơi này, làm những việc này chẳng phải là chẳng còn ý nghĩa gì nữa hay sao? Sở Yên có chút buồn bã lo lắng nói. Tiểu thư vất vả rồi. Tùy Hồng Nho nói. Khi nào thiếu gia trở về, nhất định cậu ấy sẽ cảm ơn tiểu thư. Sở yên nhẹ nhàng nói. Ta không cần hắn cảm ơn, ta chỉ cần hắn mạnh khỏe trở về thôi. Cậu ấy sẽ về, nhất định là sẽ mạnh khỏe trở về. Tùy Hồng Nho kiên định nói. Lúc này từ phía đằng xa trên thảo nguyên bỗng đột nhiên dấy lên một trận cắt bụi, đồng thời nền đất dưới chân bọn họ cũng khẽ rung động, tựa như có đến hàng nghìn quân vạn mã đang hướng về phía bọn họ mà lao tới. Sở Yên và Tùy Hồng Nho đều ngừng nói chuyện, hai người bọn họ liếc nhìn nhau một cái trong ánh mắt của hai người bọn họ đều có thể cảm nhận được sự sốt ruột và kỳ vọng hai người họ đã mong chờ lần gặp mặt này từ rất lâu rồi quay ngược sự việc trở lại bốn tháng trước đây tức là một tháng sau khi sở thanh mặc mất tích bên trong vương trướng của vương đình trên thảo nguyên na y đã trở thành nữ vương của thảo nguyên nàng khẽ trong mày nghe báo cáo của thuộc hạ đôi mày thanh tú của nàng cứng bãi trao lại thật chặt nữ vương bệ hạ bên phía đại hạ đột nhiên xuất hiện một đội quân ít nhất có tới 10 vạn người xuất hiện ở biên giới tiếp giáp giữa lãnh thổ chúng ta và Đại Tề. Bọn họ còn di dân tới rất nhiều người, thuộc hạ không dám tiếp cận quá gần, chỉ e sẽ khiến cho bọn họ hiểu lầm, nhưng tính ra ít nhất cũng phải hơn triệu người. Sao bọn họ lại có thể xuất hiện trên lãnh thổ của Đại Tề được cơ chứ? Thật là kỳ quặc. Na y trao mày thật chặt, nàng nhẹ nhàng nói. Không được manh động, tiếp tục điều tra. Ba tháng trước đây, bên trong vương chướng của vương đình trên thảo nguyên, Nữ Vương Bệ Hạ, bọn họ đã bắt đầu xây thành, trời ơi, quy mô của tòa thành đó thực sự là một tòa vương thành, nó hoàn toàn có thể chứa được hàng triệu người. Thông qua thuộc hạ điều tra được thì đám người đó dường như chính là thuộc hạ của tên thiếu niên đã quấy động sóng gió ở Đại Hạ. Tên thiếu niên đó được hoàng đế Đại Hạ phong là Sở Vương, thuộc hạ phái người đi một chuyến tới Đại Hạ thì nhận được một thông tin mà có lẽ Bệ Hạ sẽ có hứng thú. Ồ Người thiếu nữ có gương mặt xinh đẹp diễm lệ ngồi trên vương tọa dường như đã bắt đầu có một chút hứng thú với việc này. Cao Anh Tuấn, chiến thần trên thảo nguyên của chúng ta, đang ở chỗ của bọn họ. Gì cơ? Trong đôi mắt của Na Y Tức thì ánh lên tia nhìn nhẹ bén, nàng nhìn tên thuộc hạ của mình mà thất thanh nói. Ngươi nói cho rõ, tên thị vệ đó cũng là một kỵ sĩ tương đối xuất sắc của vương đình trên thảo nguyên, kể lần khi Na Y trốn chạy trước đó tới nay, gã vẫn luôn đi theo bên cạnh nàng. Vì thế đương nhiên gã biết trong lòng nữ vương của mình đang nghĩ tới điều gì. Gã nhìn Na Y và nói. Bên đó tổng cộng có 5 người là những người cầm quyền. Trong đó nội quả là một người tên là Vương Đại Phát. Người này trước kia là một đại phú hộ trong viêm hoàng thành. Rồi sau đó không hiểu vì lý do gì mà Y lại đầu quân cho sở vương mặc. Y chủ yếu phụ trách công việc xây dựng tòa thành lớn này. Những người khác thì sao? Na Y nhìn tên kỵ sĩ tâm phúc của mình mà hỏi. Chiến thần đang phụ trách công việc gì? Chiến thần phụ trách luyện binh dường như đã lên tới chức tổng giáo đầu của người vạn đại quân. Tên kỵ sĩ đó nói: "Còn có một người đàn ông cụt một tay nữa, cũng có những danh vọng rất lớn ở trong quân đội. Theo những gì mà thực hạ điều tra được thì đội quân đó có lẽ có liên quan đến người có tên là Vương Đại Phát, nhưng tới đây không lâu sau thì cả đoàn quân đó đều đã nằm trong tay của người đàn ông bị mất một cánh tay." "Ừm." Nai đột nhiên thở gấp hiến cho giọng nói cũng như muốn lạc giọng đi. "Người tiếp tục nói: còn có một tên thiếu niên nữa tên là Hứa Phù Phù, là cháu trai của vị quan cao cực phẩm thủ phụ đại nhân Hứa Trung Lương, gã xếp thứ 10 trong thứ hạng của gia tộc, người ta thường gọi gã là Hứa Thập Công Tử. Trong số 10 vạn đại quân đó, gã thống lĩnh năm vạn quân, tên kỵ sĩ nói. Còn có một người phụ nữ tên là Liễu Mai Nhi, dường như đó là vợ của Hứa Phù Phù, khi thuộc hạ lần được vào thành rồi thì mới biết mọi người gọi nàng là Hứa Phu Nhân. Người làm thế nào để lèn được vào trong đó vậy? Nãy đội nhiên hỏi câu hỏi ngoài lề. Tên kỵ sĩ cười nói. Bọn họ xây thành, những nguyên liệu để xây dựng thì không biết họ vận chuyển từ đâu, nhưng có thể cảm nhận được nguồn lực tài chính của bọn họ rất hùng hậu, nhưng họ lại rất thiếu người làm phổ thông. Chẳng phải có hàng chục triệu người, lại còn có đại quân 10 vạn người hay sao? Na y ngước đôi mắt xinh xắn nhìn tên kỵ sĩ đó. Tên kỵ sĩ đó khẽ trột dạ một cái rồi cười khổ thầm trong lòng. Nàng ấy là nữ vương cao quý, hơn nữa trái tim đã có chủ, nàng không phải là người mà gã có thể thương nhớ được hàng chục triệu người đều đã được phân công công việc rõ ràng. Hơn nữa công trình tòa thành lớn như vậy thì đương nhiên cần càng nhiều người càng tốt, vì thế nên họ bắt đầu chiêu mộ người làm. Rất nhiều người dân của chúng ta đều đi làm thuê cho họ. Điều kiện bên đó thuê người rất tốt, ngay cả đến thuộc hạ mới làm ở đó có mấy hôm thôi mà cũng đã có cảm giác muốn ở lại đó. Kỵ sĩ khẽ kể nói. Về phần 100.000 đại quân kia, vẫn đang luôn luôn tấn công những thành thị của đại tề ở gần đó. Trong thời gian hơn một tháng này, bọn họ đã chiếm đóng hai tòa thành lớn của đại tề rồi. Chà, Na Y không kìm nổi hít một hơi khí lạnh. Tình huống gì thế này chứ? Một vương gia được đại hạ phong vương, mang theo hơn một triệu người chạy đến đại tề để chiếm đoạt địa bàn. Hơn nữa, còn muốn dựng lên một tòa thành lớn, đây là ý muốn chiếm đóng vĩnh viễn à? Đúng rồi, chủ tướng cầm đầu của bọn họ, thuộc hạ vẫn nghĩ là sở thanh mặc kia, bởi vì ngày nào hắn cũng đều đeo mặt nạ. Tuy nhiên có một ngày nghe thấy nào một miệng nói chuyện mới biết được đó là một nữ nhân. Kỵ sĩ nói. Nữ nhân. Na y nhíu mày. Một nữ nhân dám lấy danh nghĩa sở vương Nam Trình Bắc Chiến. Vậy thì quan hệ với sở vương chắc chắn là không hề đơn giản nhỉ. Người nói kỹ hơn cho ta chuyện về chiến thần đi. Na y hít sâu một hơi, nhìn kỵ sĩ này, nói. Kỵ sĩ đương nhiên biết trong lòng nữ vương nhà mình nghĩ gì. Trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, vào đầu nói. Chiến thần đại nhân, ngài còn không biết rõ sao. Nhìn hơi, khờ dại, khụ khụ, dù sao thuộc hạ cũng không dám tới gần y quá, sợ y nhận ra thuộc hạ, ngày nào y cũng hoặc là luyện binh hoặc là đi theo quân đội ra ngoài chinh chiến. À, vẻ mặt na y dường như có vài phần thất vọng, nói. Vậy ngươi đi đi, nhớ kỹ, vẫn phải chú ý kỹ hướng đi của bọn họ bên đó. Vâng, nếu có tin tức gì mới, thuộc hạ nhất định sẽ báo cáo vệ hạ trước tiên. Kỵ sĩ nói. Đi đi. Na y giơ tay đỡ chán, ngồi trên vương vị, rơi vào trầm tư. Thật lâu sau nàng mới chậm rãi mở hai mắt ra, thì thầm. Sở thanh mặc, sở thanh mặc, lâm bạch, lâm bạch. Nói xong, hai mắt Ina bỗng nhiên sáng lên, như thể nghĩ ra điều gì đó. Nhà của hắn ở đại hạ, hết thảy mọi việc hắn đã làm trên thảo nguyên cũng là về quốc gia của hắn. Một nửa trên của chữ sửa chính là lâm, mặc thì màu đen, ngược lại chính là bạch. Sở thanh mặc, lâm bạch chiến thần đang ở chỗ này chăm chỉ thành thần luyện binh cho hắn xuất trình đánh giả không hề có một cậu oán hận trên đời này trừ hắn ra còn ai có thể sai khiến nổi tên khổng lồ kia chứ nói xong từng chuỗi nước mắt rơi xuống trên khuôn mặt xinh xắn của na y tự buồn tự oán cuối cùng bật ra một tiếng cười tên lừa đảo này vẫn trốn ta à ta xem ngươi lần này còn chạy tới đâu hai tháng trước tên kỵ sĩ tâm phúc kia trực tiếp mang theo một phong mật hàm trở về đưa cho na y kỵ sĩ cười gượng nói bệ hạ, người ta thật ra sớm đã phát hiện được thân phận của thuộc hạ rồi, vẫn không vạch trần ra. lần này trực tiếp để thuộc hạ mang phong thư này trở về đưa cho bệ hạ, nói là bệ hạ nhìn sẽ biết. na y mở phong thư đó ra, nhìn một lúc bỗng nhiên chảy nước mắt, nhỏ ướt phong thư. kỵ sĩ hơi ngẩn ra. bệ hạ, người làm sao vậy? a, à, ta, ta không sao. người lui xuống trước đi, chuẩn bị một chút. hai tháng sau chúng ta sẽ gặp mặt bọn họ. đôi mắt đỏ đỏ của na y nhìn kỵ sĩ sau đó xuôi tay bảo hắn đi xuống chết tiệt tên đại lừa gạt kia không ngờ xảy ra chuyện lớn như thế vì sao ta lại là người cuối cùng được biết tên lừa đảo ta hận người tin là do sở yên viết nàng tự xưng là nghĩa muội của sở thanh mặc nó chi tiết các vấn đề hiện tại bọn họ gặp phải với na y cùng với những chuyện mà sở thanh mặc đã trải qua trong một năm na y mới hiểu được người trong lòng của mình không ngờ rất giỏi ở đại hạ làm ra nhiều chuyện kinh thiên động điện như vậy đồng thời trong lòng cũng cảm thấy vô cùng lo lắng cho sở thanh mặc không biết khi nào thì mới có thể nhìn thấy hắn đến rồi tùy hồng nho hơi híp mắt nhìn phía đang nổi bụi mịt mù thở dài nói vẫn là chiến mã của vương đình thảo nguyên là xuất sắc nhất sở yên nói cũng không biết vị nữ vương bệ hạ này sẽ dùng thái độ như thế nào đối đãi với chúng ta tới không ít người không phải là trở mặt với chúng ta chứ khả năng này cực kỳ nhỏ tùy hồng nho nói căn cứ vào tình báo bên này của chúng ta vị nữ vương đại nhân này vẫn coi thiếu gia chúng ta là người trong lòng đó. Ha ha, sở yên mỉm cười vài tiếng trong trẻo, sau đó cảm xúc hơi đi xuống nói. Nếu là thiếu gia ở đây thì tốt rồi. Lúc này, đội ngũ bên kia đã lọt vào trong tầm mắt của bọn họ. Một luồng hơi thở dũng mãnh và dã tính ập vào mặt. Có 14 con bạch mã tách ra với kỵ binh khoảng 3, 4 dặm, giống như một đường màu trắng. Bọn họ xông nhanh về phía này, trên lưng ngựa là một nữ tử mặt áo choàng màu lửa đỏ. Na y, nữ vương trên thảo nguyên chỉ cần có những nhận thức cơ bản sở yên và tùy hồng nho đều lướt mắt một cái đã đoán được thân phận của nữ tử kia sở yên cách mặt nạ nhìn thoáng qua tùy hồng nho bên cạnh khẽ cười nói nhìn qua giống như đang tới gặp người trong lòng đó tùy hồng nho cũng khẽ cười nói không cần lo lắng gì cả vương đình thảo nguyên không hề có chút ác ý nào với chúng ta dù một tiếng kêu khẽ chiến mã màu trắng đã dừng trước mặt sở yên hai móng giơ lên cao sau đó rơi xuống mặt đất thật mạnh. Thật là một con thần mã. Sở Yên không nhị được khen một câu, sau đó còn thật sự đánh giá vị nữ tử mặc áo choàng đỏ đứng trước mặt, lập tức có cảm giác kinh diệm, nghiêm ngặt mà nói, cách ăn mặc của bản thân Nai Y là phong cách quý tộc thảo nguyên thuần túy nhưng diện mạo của nàng lại vô cùng xinh đẹp, hơn nữa khác với nữ tử đại hạ uyển chuyển mềm mại là trên người của Nai Y có thêm chút dạ tính và sức sống. Tuy nhiên từ sau khi trở thành nữ vương, trang phục của Nai Y cũng dần bắt đầu thay đổi, cho nên càng thêm giống với nữ tử đại hạ giả dạng thành, cứ như thế nên một dung hợp của nữ vương cao quý lạnh lùng lại diễm lệ, đầy giã tính căng tràn sức sống cùng với mỹ nữ tuyệt thế uyển chuyển mềm mại của đại hạ được ra đời, mà ngay cả nữ tử như Sở Yên khi nhìn thấy na y trước mắt cũng không khỏi sáng mắt lên. Người chính là Sở Yên tỷ tỷ sao? Na y không chút tự cao tự đại của nữ vương, khẽ mỉm cười với Sở Yên sau đó nhảy xuống ngựa. Lúc này, những kỵ sĩ của Vương Đình Thảo Nguyên kia mới chạy tới nơi này, trực tiếp đứng thành một hàng. Nhìn qua vô cùng nghiêm trang Sở Yên và Tùy Hồng Nho đều xuống ngựa Sở Yên tiện tay bỏ mặt nạ xuống Hai bên chào nhau Sở Yên tỉ tỉ thật xinh đẹp Na Y thấy Sở Yên Vị mỹ nữ thuần túy của đại hạ thì ánh mắt cũng sáng ngời Bởi vì dung mạo của Sở Yên cũng không thua Na Y Hai bên xuân lan thu cúc Đều có vẻ đẹp riêng Bệ hạ mới đẹp Sở Yên ôn nhu cười Không nên gọi ta là bệ là Gọi ta là Na Y được rồi Na Y nhìn dáng vẻ của Sở Yên, trong lòng thầm nghĩ đến thiếu niên kia, thân xác không khỏi hơi buồn bã. Hắn còn chưa có tin tức gì sao? Còn chưa có, nhưng mà ta tin rằng hắn nhất định an toàn. Sở Yên nói vô cùng chắc chắn. Ừ, nhất định là an toàn. Na Y gật đầu, sau đó nhìn Tùy Hồng Nho. Vị này là... Ta là Tùy Hồng Nho, là quản gia của thiếu gia. Tùy Hồng Nho khẽ mỉm cười với Na Y. Ánh mắt Na Y sáng lên. Na Y đã gặp Tùy Tiên Sinh rồi. Trong đội ngũ phía sau, trừ cao anh Tuấn ra, những người khác đều trốn mắt lên. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới nữ vương bệ hạ hiền hách trên thảo nguyên lại có thái độ hạ mình thế trước mặt mấy vị đại nhân này của mình. Ánh mắt của Na Y dừng lại trên người của cao anh Tuấn, nhìn tên to con trên mặt hơi xấu hổ, khẽ mỉm cười. Chiến thần, đã lâu không gặp nhỉ. Khụ khụ, bệ hạ, đã lâu không gặp tên to con gãi đầu khờ khạo cười cười thật không nghĩ tới na y khẽ lắc đầu sau đó nói ngắn ngủi hơn một năm thôi không ngờ đã xảy ra nhiều thay đổi như vậy sở yên nói đúng vậy tuy nhiên ta tin rằng chúng ta sẽ trở thành người một nhà sắc mặt của na y hơi đỏ lên có chút thẹn thùng nhưng cũng không phủ nhận lời này của sở yên mà chăm chú nhìn sở yên nói Tỷ lần này hẹn ta đến đây hẳn là không chỉ muốn làm quen đơn giản như này chứ. Ừ, ta đại diện cho sở thanh mặc muốn đến kết minh với vương đình thảo nguyên. Nói đến chính sự, sở yên trở nên nghiêm túc, nhìn na y chăm chú nói. Kết minh, na y nhẹ nói một câu, sau đó gật đầu. Việc này không thành vấn đề. Thật ra thì cho dù không có quá trình này cũng khẳng định là xó nhà có nhau rồi, bảo vệ lẫn nhau thôi. Sở yên gật đầu nói không biết bệ hạ đối với biên giới vương đình của thảo nguyên có vừa lòng hay không. hàng lông mi đẹp của Na Y khẽ nhướng, nói: những năm gần đây đại tề như tầm ăn dỗi của vương đình thảo nguyên không biết bao nhiêu biên giới, chắc chắn là ta muốn cướp tất về lại rồi. Sở Yên cười nói: bệ hạ chỉ cần có suy nghĩ này, vậy đơn giản thôi. Na Y cũng cười rộ lên. đôi bên kết minh quả thực là dễ dàng khiến người ta không thể tin được, giữa đôi bên không hề có điều kiện gì cũng không có yêu cầu gì càng không có hành động thử lòng hay không tín nhiệm gì. Hết thảy đây đơn giản là, có sự hiện hữu của sở thanh mặc. Nói cách khác, sở yên bên này tuyệt đối không thể dễ dàng tin vào vương đình thảo nguyên, bên vương đình thảo nguyên, lại không dám tin người trung nguyên giảo hoạt. Nhiều khi, mọi chuyện cũng có thể đơn giản như vậy. Chỉ có người không biết chuyện mới có thể cứng rắn tìm các loại lý do để kết minh lần này. Nói ví dụ như tập trung lại sưởi ấm. Đối với điều này, Na Y và Sở Yên đều coi thường không thèm để ý trong vương thành sở quốc đang hừng hực khí thế kiến thiết cách vương thành không xa là chỗ ở tạm thời của mấy người sở yên tuy nói là chỗ ở tạm thời nhưng cũng không quá mức tồi tàn dù sao thì có thần tài vương đại phát ở đây cho nên tất cả mọi mặt đều đầy đủ thậm chí còn bao gồm cả một hành cung sở vương to lớn nữa chỉ bởi vì sở vương không ở đây nên hành cung này vẫn trống không sau khi gặp mặt sở yên trực tiếp mời mấy người na y đến làm khách ở hành cung sở vương na y lần đầu tiên ra khỏi vương đình thảo nguyên có chiến thần cao anh tuấn ở đó lại có uy danh từ trước của lâm bạch công tử trên thảo nguyên. Sau khi biết được những người này xuất hiện ở sở quốc, chính là đất phong của lâm bạch công tử. Những kỵ sĩ của vương đình trước đến nay đều coi an nguy của nữ vương là quan trọng nhất lần đầu tiên không hề ngăn cản. Uy danh của lâm bạch ở trong đám người kia thực sự quá lớn, có thể nói không có lâm bạch thì sẽ không có nữ vương của thảo nguyên ngày nay, càng không có khả năng có vị trí vương đình kỵ sĩ uy danh như rồng được tôn sùng này. ở trên thảo nguyên tùy ý hỏi thăm một người bình thường xem người nào nổi tiếng nhất trên thảo nguyên là ai. Người ta đều sẽ nói cho người biết, đẹp nhất là nữ vương, mạnh nhất là chiến thần, đại anh hùng trong suy nghĩ, lãnh tụ tinh thần là Lâm Bạch. Đúng vậy, chỉ có ba người này. Đúng rồi Sở Yên tỷ tỷ, toàn người của các tỷ đến cuối cùng là làm sao có thể đi qua phòng tuyến kia của đại hạ và đại tề, nếu ta nhớ không nhầm thì con đường các người đi tới đây hẳn là có đại quân của đại hạ mà. Na y nhìn Sở Yên nhẹ giọng nói. Sở Yên nói, "Trên tay của chúng tôi có thánh chỉ của hoàng đế đại hạ, bọn họ không dám không nghe theo." tuy nhiên lúc ấy cũng ít nhiều gặp chút phiền toái chuyện đã qua lâu rồi nhưng hai đầu lông mày của sở yên vẫn hiện lên chút gận dữ nàng rất khó quên sắc mặt lúc đó của tam hoàng tử hạ hào quá cảnh nói được gì vậy mơ tê trăm ngàn đại quân này là một trăm vạn nhân khẩu nói quá cảnh thì quá cảnh sao thánh chỉ thánh chỉ cũng không được tướng ở bên ngoài đều không cần tuân theo quân lệnh sở thanh mặc đâu rồi gọi hắn ta ra đây tự mình nói với bổn vương trước mặt bổn vương còn bày đặt phách lối chỉ là một chư hầu vương mà thôi cái gì hắn không có ở đây vậy các ngươi ai cũng không được đi lúc ấy sở yên và tùy hồng nho hứa phù phù và liễu mai nhi cùng với đám người thủ hộ tây sơn của giờ thanh mặc tất cả đều nổi giận thiếu chút nữa thì trực tiếp khai chiến với quân đội đại hạ bởi vì vương đại phát chi cho một trăm ngàn quân đội này thực lực không hề kém ngược lại còn rất hùng mạnh nữa thật sự đánh nhau chẳng biết hưu chết về tay ai nữa đâu đúng lúc đó thì quân đoàn thợ mỏ xuất hiện chủ tướng hào Húc của quân đoàn thợ mỏ gần như là trực tiếp trở mặt với hạ hào đối phương uy hiếp lẫn nhau cuối cùng thì hào Húc uy hiếp nếu như hạ hào không thả ngay lập tức sẽ mang theo quân đoàn thợ mỏ chạy lấy người lúc này hạ hào mới không tình nguyện nhường đường nhưng vẫn dùng đủ loại lý do để lấy 10 xe tài vật đối với vương đại phát mà nói những thứ tài vật này không chút đáng kể ban đầu vốn là muốn lấy làm tiền mãi lộ nhưng trong lòng sở yên cũng tương đối không thoải mái so sánh với việc trong lòng của sở thanh mà còn cảm tình rất sâu với đại hạ sở yên đối với đại hạ có thể nói là không chút cảm tình nào nàng từ nhỏ chịu khổ sở tất cả đều là ở đại hạ chỉ có sau khi gặp sở thanh mặc mới thay đổi cuộc sống thay đổi vận mệnh của mình thật sự là quá phận rồi lâm sở thanh mặc hắn vì đại hạ cống hiến nhiều như vậy đại hạ lại còn đối xử quá đáng với hắn như thế tức chết ta